Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gần 11 tỷ USD cam kết hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore. Vinh danh các y bác sĩ nhân ngày thầy thuốc Việt Nam. Thành phố Tam Kỳ tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Chìm tàu chở khách du lịch tại biển Cửa Đại Hội An, 13 người thiệt mạng, 4 người mất tích. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2022. Sáng qua, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận và biểu dương những cống hiến, đóng góp của lãnh đạo, nhân viên các bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc nâng cao sức khỏe cho cán bộ, nhân dân và phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng hết sức chia sẻ với những khó khăn vất vả của đội ngũ làm công tác y tế trong tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp. Đồng chí mong muốn với trách nhiệm tâm huyết của người thầy thuốc, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhận định đúng tình hình, chủ động tham mưu với lãnh đạo tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi y đức nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Thưa quý vị, tiếp sau đây là tin về vụ chìm tàu chở khách du lịch xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 2 trên vùng biển Cửa Đại thuộc thành phố Hội An. Ngay sau khi có thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng của tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 2, cano chở khách du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Phương Đông do ông Lê Sang làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 35 nạn nhân, trong đó có 13 người tử vong, còn lại 4 người đang mất tích. Trước đó, chiều cùng ngày, khoảng 500 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an và cơ quan chức năng thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên đã tham gia tìm kiếm 4 người còn mất tích trong vụ việc. Việc tìm kiếm nạn nhân được tạm dừng do trời tối. Chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an, quân sự, biên phòng, y tế, các lực lượng chức năng có liên quan, kể cả lực lượng của quân khu có giúp đỡ lực lượng của tỉnh, lực lượng của thành phố Hội An tập trung tìm kiếm, cứu người và đã đưa đi cấp cứu ở tại bệnh viện, đã đưa các người mà bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hội An, bệnh viện Thái Bình Dương Hội An và bệnh viện Đà Nẵng. Đến bây giờ thì chúng tôi cũng đang tập trung nỗ lực phấn đấu quyết liệt nhất để tranh thủ từng giờ từng phút để tìm kiếm những người mất tích còn lại. Hiện nay thì Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đề nghị Bộ Quốc phòng cũng như là Bộ Tư lệnh Phòng không Quân quân sẽ tiến hành trực thăng, mà do cái điều kiện trời nó tối thì khả năng là dừng lại và tiếp tục ngày mai sẽ tổ chức lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Nam, Hội An, rồi Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sự quân khu sẽ chỉ đạo trực tiếp để tiếp tục tìm kiếm những người còn lại và cố gắng càng sớm là càng tốt. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành công điện số 202 ngày 26 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Công điện gửi các bộ, công an, giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nêu rõ. Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 26 tháng 2 năm 2022, tại tuyến đường thủy từ Cù Lao Chàm, Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lật thuyền đối với cano mang biển kiểm soát QNA1152 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Phương Đông chở khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm. Trên cano có 39 người. Hậu quả vụ tai nạn làm chết 13 người, chưa tìm thấy 4 người. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn,
Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công đồng chí lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả, thăm hỏi hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn, bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. 2. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa. Siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự. 3. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam và các Sở Giao thông Vận tải địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm, đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện gây tai nạn nêu trên. 4. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa trên địa bàn, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. 5. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nghiên cứu phân tích đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua, trong đó có các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường thủy nội địa, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong các vụ tai nạn, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, sau đây là danh sách các cơ sở lưu trú tại Hội An đăng ký ủng hộ chỗ ở cho gia đình các nạn nhân. 1. Hội An Bishai Borike, địa chỉ 25 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An. 2. Khách sạn Thanh Vân, số 78 Trần Hưng Đạo, Cẩm Phô. 3. Khách sạn Allegro Hội An, lô 2, số 86 Trần Hưng Đạo. 4. Khách sạn Hoàng Trinh, số 45 Lê Quý Đôn, Cẩm Phô. 5. Khách sạn Em, 187 Lý Thường Kiệt, Cẩm Phô. 6. Khách sạn Hội An Bích, số 1 Cửa Đại, phường Cửa Đại. 7. Khách sạn Phú Thịnh, số 488 Cửa Đại. 8. Khách sạn Le Pavillon Villa Hội An, số 30 Nguyễn Du. 9. Sun Paradise Villa, gần cảng Cửa Đại. 10. Khách sạn Amanity, 326 Lý Thường Kiệt. 11. Khách sạn The Clip Boutique, số 85 Lê Hồng Phong, Tân An. 12. Bilben Homestay, số 20 Lưu Quý Kỳ. 13. Khách sạn Rose Garden, số 23 Nguyễn Hiền. 14. Hiền Hòa Villa, phường Cẩm An. 15. Khách sạn La Siesta Hội An, 132 Hùng Vương, Thanh Hà. 16. Little Town Villa, 239 Nguyễn Duy Hiệu. 17. Khách sạn Hội An Historic, số 10 Trần Hưng Đạo. 18. Khách sạn Vĩnh Hưng, số 111 Ngô Quyền. 19. Khách sạn Citadines Pearl Hội An, biển An Bàng. 20. Khách sạn Silk Hotel Hội An, số 14 Hùng Vương, Cẩm Phô. 21. B House, số 18 Lý Thái Tổ. 22. Cala Villa, số 27 Đào Duy Từ. 23. Khách sạn Show, số 10 Đào Duy Từ. 24. Khách sạn La Senta Boutique, Lý Thường Kiệt. 25. Bunberry Collection Seal Village, số 28 Nguyễn Tất Thành, Tân An. 26. Golden Holiday Hotel and Spa. 27. Khách sạn Vĩnh Huy, số 203 Lý Thường Kiệt. 28. Savannah Hội An Villas, An Mỹ, Cẩm Châu. 29. Ivy Hotel, số 1 Đào Duy Từ. 30. Khách sạn Family, 201 Lý Thường Kiệt. Và 31. Khách sạn Kingman, số 461-463. Hai Bà Trưng. Chiều qua, tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam tổ chức hội thảo hướng nghiệp định hướng làm chủ cuộc đời tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Tam Kỳ. Tại chương trình, các em học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ được nghe đại diện trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam trao đổi chia sẻ định hướng để các em chọn đúng ngành nghề, đúng trường, sống có hoài bão và có ước mơ. Đồng thời trao đổi thêm với các em học sinh về các chương trình đào tạo hướng nghiệp tại trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam.
Trường ra đời với chương trình đào tạo theo mô hình quân đội để đón đầu xu thế, phục vụ cho nền kinh tế quốc gia và mở cơ hội trở thành chủ doanh nghiệp trong tương lai hoặc nhân sự cấp cao tại các công ty tập đoàn cho thế hệ trẻ. Chương trình đào tạo gắn với triết lý, thân, tâm, tuệ, rèn luyện ba phần cốt lõi nhất của mỗi con người. Theo đó, mỗi học sinh được định hướng xây dựng hình ảnh là một công dân tương lai có thói quen kỷ luật tốt, biết chia sẻ yêu thương, thấu hiểu quy luật xã hội và chủ động xây dựng được lộ trình phát triển tương lai. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt số ca nhiễm trong trường học ngày càng tăng, sáng qua tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Tam Kỳ tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Tình huống giả định diễn tập là dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ. Theo đó, trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng thực hiện công tác tổ chức đón học sinh đầu giờ tại cổng trường, đo thân nhiệt, phân luồng vào lớp và diễn tập các bước xử lý khi phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi mắc COVID-19. Kịch bản diễn tập xây dựng theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch COVID-19 các cấp và căn cứ các văn bản hướng dẫn số 796 của Bộ Y tế ngày 21 tháng 2 năm 2022 về việc hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp. Trong khoảng thời gian 50 phút với sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ, thầy cô giáo và lực lượng y tế địa phương, buổi diễn tập đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong các em học sinh. Tại buổi diễn tập, lãnh đạo thành phố Tam Kỳ cũng kêu gọi thầy cô giáo, phụ huynh nhà trường và các em học sinh dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện sống chung với dịch COVID-19, chủ động phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Sáng ngày 26 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức tổ chức buổi lễ ra mắt và đi vào hoạt động câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo. Từ năm 2017 đến nay, thực hiện quyết định 939 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Hiệp Đức đã hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để hội viên phụ nữ xây dựng các sản phẩm OCOP, mạnh dạn triển khai nhiều ý tưởng khởi nghiệp. Đã có hàng ngàn hội viên phụ nữ tham gia phong trào, lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. Trong đó đáng chú ý hiện nay, Hiệp Đức có 9 sản phẩm OCOP thì 100% đều là do phụ nữ làm chủ. Có một dự án Cô gái Bơ Nông mang hương rừng ra phố đạt giải nhì cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia năm 2021. Câu lạc bộ Phụ nữ Hiệp Đức khởi nghiệp sáng tạo ra đời nhằm tạo ra sân chơi bổ ích lành mạnh cho chị em hội viên phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm trong làm ăn kinh tế, lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết thống nhất tìm ra hướng đi cho những sản phẩm nông sản đặc thù của địa phương. Đồng thời đây sẽ là nơi kết nối các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của hội viên phụ nữ để tạo ra đòn bẩy thiết thực trong công tác giảm nghèo, làm giàu ở huyện Hiệp Đức. Câu lạc bộ Phụ nữ Hiệp Đức khởi nghiệp sáng tạo có 26 thành viên. Chị Võ Thị Minh Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nga ở thị trấn Tân Bình, được tín nhiệm chỉ định làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Đây là câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên ở khu vực miền núi và là thứ nhì của phụ nữ Quảng Nam ra mắt và đi vào hoạt động. Thưa quý vị, phát biểu tại buổi đối thoại doanh nghiệp Việt Nam-Singapore nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hiện hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược vào năm 2023. Do đó, doanh nghiệp hai nước cần có những hành động cụ thể, thiết thực và xứng đáng để đóng góp vào mối quan hệ này. Cũng tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác với tổng số vốn cam kết đầu tư lên đến 11 tỷ USD. Sự kiện xúc tiến thương mại đầu tư đặc biệt này có sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực: cảng biển, đô thị thông minh, năng lượng sạch và tái tạo, phát triển xanh bền vững, kinh tế số. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã giao các bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương giải đáp trực tiếp các kiến nghị thắc mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Singapore về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là định hướng tầm nhìn phát triển của Việt Nam 10 năm tới, với kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất khu vực và thế giới, lộ trình thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu và một số vấn đề khác. Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp hết sức quan trọng trong việc triển khai các chiến lược hợp tác hai nước, nhất là triển khai các hình thái hợp tác mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu thông điệp: Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Singapore thành công thông qua việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công khai, minh bạch, khắc phục các bất cập như chi phí dịch vụ logistics cao, các vấn đề về thủ tục hành chính, mặt bằng, nguồn nhân lực. Vốn đầu tư FDI sang hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài trên tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, với người lao động, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, Việt Nam ưu tiên hợp tác các dự án FDI. Một là có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo,
thứ hai là có sự lan tỏa, chia sẻ hiệu quả, phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị. Thứ ba là thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số, phát triển bền vững của Việt Nam. Một tinh thần là hai bên cùng có lợi cho doanh nghiệp và người dân, cho quốc gia giữa hai nước rất quan trọng. Chứ không phải chỉ có thu hút đơn thuần không như trước đây. Chúng ta có quyền lựa chọn lúc này để mà hai bên cùng có lợi. Tôi nói cái tinh thần này để các bạn cùng chia sẻ với chúng tôi. Chúc mừng các doanh nghiệp hai nước ký kết hàng loạt dự án hợp tác đầu tư. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cam kết này cần sớm được cụ thể hóa trên thực tế. Sáng ngày 26 tháng 2, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ đón nhận các hình thức khen thưởng cấp nhà nước và họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Dự họp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các thầy thuốc tiêu biểu, cán bộ y tế lão thành đại diện cho lực lượng y tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại cuộc họp mặt, thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tỏ lòng tưởng nhớ những cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế và đồng bào đã ngã xuống do đại dịch COVID-19. Bí thư Thành ủy đồng thời bày tỏ sự tri ân và trân trọng biết ơn đội ngũ y bác sĩ của thành phố nói riêng và lực lượng chi viện đến từ khắp nơi trong cả nước đã không ngại khó khăn gian khổ hiểm nguy, vững vàng nơi tuyến đầu giữa tâm dịch để chống dịch cứu người, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân thành phố. Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, lịch sử thành phố Hồ Chí Minh luôn nhớ ơn và mãi khắc ghi những tình cảm, sự hy sinh và cống hiến của các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu. Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2022, nhiều tập thể cá nhân ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã được vinh danh và đón nhận khen thưởng cấp nhà nước vì đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Trong đó, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình nhận huân chương lao động hạng nhất, Bệnh viện Truyền máu huyết học và giáo sư bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, nguyên giám đốc Sở Y tế nhận huân chương lao động hạng nhì, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố và Bệnh viện Hùng Vương nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Lào Cai khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc để thiết lập mô hình vùng xanh chung của hai nước. Phương án được đưa ra là bố trí bãi tập kết phương tiện gần cửa khẩu, sau đó hợp tác với phía Trung Quốc để cùng tiến hành khử khuẩn cho hàng hóa và phương tiện, cũng như lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe. Các phương tiện và lái xe đã được hai bên xác nhận âm tính có thể đi thẳng qua biên giới để vào bãi san tải, không phải qua khử khuẩn hoặc xét nghiệm lần hai. Hiện tại, việc triển khai vùng xanh, vùng đệm ở cửa khẩu vẫn chưa có quy định cụ thể để phù hợp với quy định của phía Trung Quốc. Nhiều trường hợp âm tính tại Việt Nam nhưng lại dương tính theo chỉ số của Trung Quốc. Để đảm bảo an toàn cho trẻ trước dịch COVID-19, một số địa phương đã cho học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến. Tại Quảng Bình, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới quyết định, đối với bậc tiểu học, trung học cơ sở, nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp. Trong đó, các lớp có học sinh F0 và lớp 3, 4, 7, 8 học trực tuyến, học sinh lớp 1, 2, 5, 6, 9 học trực tiếp, bố trí học 2K nhằm giảm tối thiểu số lượng tham gia học trong một buổi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cũng ra văn bản về việc tiếp tục tạm dừng đến trường đối với học sinh tiểu học do tình hình dịch COVID-19. Trường phân công giáo viên thường xuyên liên hệ phối hợp với gia đình trong việc nắm bắt tình hình sức khỏe, tư vấn, chăm sóc học sinh. Tại Lâm Đồng, học sinh từ lớp 6 trở xuống ở 15 trên 16 phường xã thuộc thành phố Đà Lạt bắt đầu học trực tuyến từ ngày 23 tháng 2. Trẻ mầm non tạm dừng đến trường do dịch COVID-19. Học sinh tiểu học và lớp 6 ở Hà Nam tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến trong thời gian 2 tuần để xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh. Ngoài ra, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã tạm dừng việc học trực tiếp. Ghi nhận từ các nhà cung cấp, các nhà thầu xây dựng lớn, giá vật liệu đã đồng loạt tăng so với thời điểm cuối năm ngoái. Cụ thể như giá bê tông tăng 3%, nhôm kính tăng 15%, xi măng tăng 8%, gạch và cát tăng 2%. Đáng lo ngại nhất là giá sắt thép đã tăng 4%, trong khi đây là thành phần chính trong xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu tăng khiến chi phí nguyên trở vật liệu xây dựng tăng, nhiều chủ cửa hàng cũng tăng theo để bù lại. Chi phí vật liệu xây dựng chiếm khoảng 65-70% giá dự toán xây dựng công trình. Bởi vậy, việc tăng giá vật liệu xây dựng đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư xây dựng, hiệu quả của nhiều dự án.
Thưa quý vị, liên kết với bà con đồng bào thiểu số để tạo ra chuỗi giá trị sản xuất, từ đó vừa góp phần giải quyết công ăn việc làm cho bà con, ổn định đầu ra cho nguyên liệu, vừa tạo nên những sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của địa phương. Đó là cách mà các chủ thể OCOP ở các huyện miền núi Quảng Nam đã và đang triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm. Phóng sự được thực hiện tại vùng đồng bào Cơ Tu của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Chừng 10 năm trở lại đây, đã có nhiều cá nhân tiên phong di thực cây ba kích từ rừng sâu về trồng trong nương rẫy của gia đình và đã thành công. Bên cạnh đó, huyện Tây Giang có cơ chế hỗ trợ trồng ba kích với mức 5 triệu đồng một hecta. Do đó, đến thời điểm hiện nay, diện tích cây ba kích ở Tây Giang đã tăng lên con số 275 hecta vào cuối năm 2021 và dự kiến sẽ còn tăng mạnh vào năm 2022 này. Đáng chú ý, giá cả thị trường ổn định, cây ba kích được xem là cây giảm nghèo, làm giàu của bà con Cơ Tu Tây Giang. Ba kích là một loại cây mà dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian nó không dài lắm. Thời gian thu hoạch từ khi trồng thì còn từ 3 năm trở lên thôi. Đó. Là thu hoạch rồi. Đó. Năng suất thu hoạch thì cũng tương đối là cao. Cứ 3 bụi một ký, mà một ký 500 nghìn rồi. Mà huyện Tây Giang này nói chung là Thái Lan nói riêng, thì chắc là chẳng có cây con gì mà nó có một cái đơn vị ký mà nó có số lượng tiền mà nó to đến thế. Từ giá trị kinh tế cũng như dược tính mà cây ba kích mang lại, năm 2014 đến nay, cơ sở Chính Châu đã tập trung đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ cây ba kích. Trong đó, ngoài nguồn hỗ trợ từ các nguồn vốn khuyến công của tỉnh, huyện, chủ cơ sở còn đầu tư gần 1 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị máy móc, phục vụ cho chế biến rượu và các sản phẩm khác từ cây ba kích. Bên cạnh đó, để chủ động nguồn nguyên liệu, cơ sở Chính Châu đã liên kết sản xuất với bà con Cơ Tu trong vùng. Tại xã Hà Tiên là năm 2019, chúng tôi có ký hợp đồng chuỗi liên kết giá trị với các hộ dân tại xã Hà Tiên trồng hơn 5 hecta ba kích. Đến thời điểm bây giờ thì cũng đang chuẩn bị cho thu hoạch, giờ được khoảng 3 năm rồi, thì chẳng cũng về khoảng sang năm thì sẽ thu hoạch được. Tại Tây Giang, hiện nay có 8 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm 4 sao và 5 sản phẩm 3 sao cấp tỉnh. Với việc ngày càng có nhiều sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã tạo điều kiện cho bà con Cơ Tu tại chỗ yên tâm với thị trường đầu ra của sản phẩm, và việc thực hiện mô hình chuỗi liên kết sản xuất cũng đã được triển khai có hiệu quả hơn. Hiện nay thì qua cái việc mà tạo ra cái sản phẩm từ chương trình OCOP thì chúng tôi sẽ liên kết theo cái chuỗi, có nghĩa là phải có từ cái mô hình từ góc độ sản xuất. Đó là vai trò của người dân là chủ thể, thì liên quan đến cái nguồn dược liệu, những cái thế mạnh về nông sản, rồi những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương, thì chúng tôi cùng với các hợp tác xã tạo thành một cái chuỗi, và đồng thời từ cái việc mà giữa người dân và các cái mô hình hợp tác xã này thì chúng tôi liên kết trở lại, và từ đó sẽ tạo ra sản phẩm. Và quay ngược trở lại, đó là cái việc mà thúc đẩy phát triển sản xuất thì nó phải tạo ra sản phẩm hàng hóa và đem được ra thị trường tiêu thụ. Liên kết chuỗi sản xuất ở vùng đồng bào thiểu số được xem là hướng đi bền vững, vừa giúp bà con Cơ Tu thay đổi thói quen canh tác, sản xuất, yên tâm với thị trường đầu ra ổn định, đồng thời cũng giúp các chủ cơ sở OCOP và các địa phương tạo nên những sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của vùng, đủ sức cạnh tranh với các địa phương khác. Và mục đích cuối cùng của liên kết chuỗi sản xuất ở vùng đồng bào thiểu số là tạo nên những giá trị kinh tế cao, giúp bà con nhanh chóng vươn lên giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng trên diện tích nương rẫy với những sản phẩm nông sản đặc trưng. Mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, hôm qua, giới chức y tế Canada đã khuyến nghị chính quyền các cấp tại nước này cần chuẩn bị cho khả năng tái áp đặt các biện pháp y tế cộng đồng trong trường hợp xuất hiện thêm một biến thể nghiêm trọng khác của virus SARS-CoV-2, đặc biệt vào mùa thu. Người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Canada cho biết nước này hiện đã vượt qua khủng hoảng đại dịch và đang hướng tới giai đoạn phục hồi khi số ca mắc mới theo ngày đã giảm tới gần 25% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh tình hình có thể thay đổi vào mùa thu khi virus gây bệnh hô hấp thường bùng phát trở lại và Canada cần chuẩn bị sẵn sàng mọi kịch bản. Theo đó, việc đeo khẩu trang vẫn là biện pháp bảo vệ cơ bản cho người dân, kể cả khi đây không còn là quy định bắt buộc. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã cho thấy rõ nhất những điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống y tế của nhiều nước trên thế giới. Ở những nước đã tổ chức thành công mạng lưới bác sĩ gia đình trong hệ thống y tế, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tức thì hiệu quả với chi phí kinh tế nhất. Bệnh viện cần phải được trả về đúng vị trí, nhiệm vụ, không phải là nơi điều trị, sổ mũi nhức đầu. Ông Mark đã phải ngồi xe lăn sau một cuộc phẫu thuật nghiêm trọng cách đây 20 tháng.
Mặc dù rất muốn đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vaccine COVID-19, nhưng ông gặp khó khăn khi di chuyển. Thật may mắn vì ông đã tham gia dịch vụ bác sĩ gia đình. Ông đã được bác sĩ tới tận nhà để thăm khám và tiêm vaccine. Phòng khám bác sĩ gia đình Tampa được thành lập trong bối cảnh dịch bệnh bao trùm nước Mỹ. Nhiều cơ sở y tế công cộng phải phong tỏa, hệ thống y tế quá tải và người dân buộc phải điều trị tại nhà khi mắc COVID-19. Trong chiến dịch chống COVID-19, các bác sĩ gia đình đóng vai trò như lớp chiến sĩ trinh sát. Họ đi tới tận nhà bệnh nhân, khám và chẩn đoán. Dù không thể xét nghiệm nhưng họ giúp trấn an, giải thích về bệnh cho người bệnh. Rồi họ làm công việc tổ chức vừa là liên lạc viên, vừa là lớp suộng cho khoa cấp cứu ở bệnh viện. Ngày 25 tháng 2, hãng Samsung đã chính thức đưa lên kệ điện thoại thông minh Galaxy S22 và dòng Galaxy Tab S8 tại Hàn Quốc và khoảng 40 quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ. Siêu phẩm mới nhất của nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới này được trang bị chip mạnh hơn với các tính năng thân thiện môi trường và hiệu suất máy ảnh được nâng cấp, giúp vượt qua một số thách thức khi chụp vào ban đêm. Samsung cho biết loạt sản phẩm mới nhất này đã nhận được số đơn hàng đặt trước trong tuần đầu tiên nhiều hơn bất kỳ dòng điện thoại thông minh và máy tính bảng nào khác của Samsung cho đến nay. Tại Hàn Quốc, đơn đặt hàng trước kéo dài từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 2 đạt 1,02 triệu chiếc. Theo Samsung, trong số 3 mẫu điện thoại, Dế Ultra là phổ biến nhất, chiếm hơn 60% số lượng đặt trước. Mẫu điện thoại này lần đầu tiên được tích hợp Book S Pen cho điện thoại Galaxy, đời tiếp theo của dòng Galaxy Note. Bên cạnh đó, các bộ phận cho dòng Galaxy S22 cũng được làm bằng vật liệu nhựa tái chế thân thiện với môi trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với dự báo thời tiết hôm nay. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm từ 82 đến 94%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm từ 80 đến 81%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm từ 87 đến 94%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, đêm không mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 86 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Krao nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm từ 90 đến 98%, gió nhẹ.